Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn, thành thật cảm ơn quý vị thật nhiều. Vâng kính thưa quý vị, à, trong thời gian này thì à, dịch bệnh Covid-19 nó lây lan ở đất nước Việt Nam của chúng ta rất là nhiều nơi và cũng nhiều nơi cũng bị phong tỏa, giãn cách xã hội. À, chỉ được ra đường khi nào cần thiết mà thôi chẳng hạn như là đi mua thực phẩm hay những cái gì mà rất rất cần thiết chứ không uh, được lang thang ở ngoài đường hoặc là đi đây đi đó nếu không thì sẽ bị phạt 2 triệu <laughs> trong thời gian gần đây thì rất có nhiều người làm việc từ thiện à, nấu cơm để phát cơm phát này cái nọ cho những người mà nghèo khổ neo đơn hoặc làm cơm phát tại bệnh viện cũng có luôn nữa ừ. ở đâu đó thì bây giờ chúng ta mới thấy là những tấm lòng nhân ái phải không các bạn ha khi mà một miếng à, khi đói bằng một gói khi no đó. À. dân tộc Việt Nam chúng ta là vậy đó thì à, đâu đó cũng có những cái chuyện mà làm từ thiện nhức nhối để cho người ta phải lên trên cộng đồng mạng và nói đi nói lại những cách làm À, của cho như thế nào, của biếu như thế nào Nhưng mà nhìn chung lại trong cái hoàn cảnh đất nước hiện nay Thì uh, chúng ta hãy bỏ qua cái tôi chút xíu Và chúng ta hãy ủng hộ những cái việc làm mà từ thiện Mình thấy cũng có một số uh, giới nghệ sĩ Cũng làm từ thiện bằng cái cách là nấu cơm Rồi đi phân phát cho người này, người kia, người nọ um, Nhưng làm thế nào đi nữa Thì thế nào cũng có um, những cái mà nó không chu đáo không nó có chu toàn thì thế là cũng bị xỉa xối cũng bị cộng đồng mạng xôi rồi nói này nói kia nói nọ thôi thì mình làm theo cái tâm của mình đi ở đây cali sài gòn cũng nhấn mạnh là những người làm theo mà từ thiện nấu cơm này kia nọ để phân phô ở phân phát cho những người nghèo hay những người cần thiết đó thì mình làm cái tâm được rồi ai nói gì nói chứ bây giờ mà mình coi trên uh, mấy cái comment mấy cái bình luận rồi cái mình nản chí hay là mình nóng tánh này kia nào mình không làm thì tội nghiệp cho những người mà đang thực sự cần thiết nhất à, Gần đây thì mình thấy trên một cái tờ báo là báo à, thanh niên đó à, có nói về à, việc à, việc hương đáp trả khi bị xỉa sói kinh doanh từ công việc từ thiện Việt Hương cho biết dù gặp khó khăn, chịu lời ra tiếng vào khi làm từ thiện, xong có vẫn cảm thấy hạnh phúc vì giúp đỡ được người dân. Kính thưa quý vị, những ngày qua khi chứng kiến cảnh người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nghệ sĩ Việt Hương và ông xã đã đứng ra hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cũng như tự tay làm các phần bánh phần cơm để gửi đến các khu phong tỏa, các bệnh viện. Dù gặp khó khăn, song phía nữ nghệ sĩ vẫn nỗ lực để giúp đỡ người dân khi cần. Vào ngày 18 tháng 7, Việt Hương đăng tải hình ảnh đi giao bánh cho mọi người, đồng thời chia sẻ làm bánh nấu cơm là một chuyện, chuyện chở đi lại là một vấn đề. Đi lại rất phiền, mặc dù được hỗ trợ rất nhiều, các à, loại giấy thông hành nhưng à, mất thời gian lắm hôm nay bánh trễ vì à, di chuyển Hương xin lỗi bánh vẫn 2.000 cái Còn hôm nay lên à, 400 phần nên thêm xe mới chở kịp để các bác sĩ ăn kịp chiều bánh thì à, bệnh nhi nhỏ rồi trở về các điểm nay nguyên liệu phải tự chở luôn nước đóng chai chở luôn nói chung đi lại trễ tới tối nóng ruột sợ mọi người trong chờ. À, thì ra bây giờ à, chúng ta đi đây đi đó thì phải có giấy thông hành, à, phải được à, ban hay ngành gì đó cấp thì mới được chứ không phải là muốn chở đi hay là muốn làm gì làm đâu các bạn ơi. Mình nói như vậy để cho các bạn ở bên Mỹ hiểu chứ còn các bạn bên Việt Nam thì à, quá hiểu về chuyện này rồi. Hành động của diễn viên nhà có năm nàng tiên nhận được lời khen ngợi động viên nhiều người cảm kích trước tấm lòng của nghệ sĩ và mong cô giữ sức khỏe để tiếp tục hành trình ý nghĩa này dù trực tiếp bỏ tiền túi để hỗ trợ đồng thời chia sẻ hình ảnh trên Facebook để mọi người nắm bắt tình hình song Việt Hương vẫn bị một số ít cư dân mạng xỉa xối, cụ thể là việc có một tài khoản cho rằng nữ nghệ sĩ đang kinh doanh nghề từ thiện vì từ lúc Việt Hương nổi tiếng có bao giờ kêu gọi từ thiện không ta? Chỉ có công an mới biết đúng không? Trước phản ứng trái chiều này thì uh, Việt Hương không ngại lên tiếng đáp trả. Cô khẳng định bản thân làm từ thiện từ cái tâm. Dù là một quả chuối hay một trái dừa, đồng thời diễn viên Dương Thế Bảo La sầu bài tỏ thêm anh chị báo công an chi cho cực vậy. Cứ nhìn vào việc làm của em ạ, à. em xin hồi hướng công đức này về cho các anh chị. Sống vui vẻ và sống khỏe, em có số điện thoại của công an, anh chị cần thì nhắn em, em đưa cho anh chị liền. Nhiều người khen ngợi cách xử lý khéo léo của Việt Hương, đồng thời tỏ thái độ không hài lòng trước việc tài khoản kia đã đưa ra những bình luận tiêu cực đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh. Trao đổi với Báo Thanh Niên, Việt Hương cho biết làm từ thiện trong mùa dịch gặp khó khăn không ít từ việc di chuyển đến việc trao đồ ăn cho những người cần. Cụ thể, dù nguồn nhân lực làm việc hạn chế sông cô và ông xã luôn muốn trao kịp đồ ăn cho dân nghèo để cùng nhau vượt qua mùa dịch tự bỏ tiền túi giúp mọi người và gặp không ít khó khăn. Xong nữ nghệ sĩ cho biết khi thấy mọi người ăn ngon, cô như quên hết mệt mỏi. Khi hai vợ chồng tôi thấy đứa bé cầm cái bánh ăn ngon, tôi hạnh phúc lắm. Niềm vui của mình là những cái đó. Tôi cũng gửi đến các bạn ở tuyến đầu để dùng. Mọi người ngỏ ý, tôi làm tờ giấy dán lên các phần ăn để động viên, ủng hộ tinh thần các bác sĩ tuyến đầu các bạn nhân viên nói hỗ trợ tôi làm từ thiện nhưng tôi không lấy thế là các bạn in những sticker động viên dán lên các phần ăn để ai cũng dũng cảm thấy vui coi như đó là một cách mình động viên mọi người Việt Hương thừa nhận khi cố gắng giúp đỡ bà con nhưng nhận phải lời ra tiếng vào bản thân cô không tránh khỏi những phút buồn lòng Tuy nhiên nữ nghệ sĩ chia sẻ Tôi buồn lẹ lắm Tính tôi nóng mà Tôi buồn tôi bảo ngay lúc đó Rồi lại thôi Bây giờ chúng tôi lưu bu nhiều việc lắm Từ 7 giờ là mọi người phải dậy khuân phát Rồi làm đồ Bây giờ tôi đang mua gạo mua rau Sau đó mình phải tính toán Chia ra cho mọi người Trong khi nhân lực trong mùa dịch cũng phải hạn chế Tôi luôn luôn cố gắng mua những đồ tươi ngon nhất để gửi đến bà con vâng đó là những lời tâm sự và chia sẻ của việt hương thì trong cái thời gian đây các bạn thì người nào làm được việc gì thì hay việc đó một chút công sức nào bỏ ra cũng là quý lắm rồi các bạn cũng đừng nên vào sửa sói vào cái công việc mà làm từ thiện của người ta ví dụ việt hương đi tự bỏ tiền túi ra làm rồi tự nấu ăn rồi tự di chuyển đến bệnh viện rồi chỗ này chỗ kia chỗ nọ thì mình không làm được thay vì mình ủng hộ bằng tinh thần ủng hộ bằng lời nói uh, hay bằng bất kỳ bằng cái cách nào để cho người ta có một tinh thần để làm việc từ thiện để các bạn để giúp những người mà đang thực sự đang cần luôn các bạn chứ mình ngồi đó mình anh hùng bằng phiếu rồi cái mình uh, xỉa sói mình nói này nói kia nọ thì mình thấy nó bất nhẫn quá không các bạn ha uh, những lời bình luận sau đây mai đình xuân Chào anh chị Việt Hương Anh chị đừng có buồn Những lời ra tiếng vào Anh chị cứ làm điều tốt nhất có thể Tình hình dịch bệnh và kinh tế khó khăn Một miếng khi đói bằng một gói khi no Anh chị cứ làm những gì suy nghĩ của mình Cảm ơn anh chị Việt Hương Chúc gia đình anh chị luôn bình an Phúc Trần Hồng chỉ võn vẹn thôi Một câu mà là chúng ta cũng có thể làm như vậy nữa Cố lên Việt Hương Hoài Phương ơi À, gmail com cảm ơn anh chị việt Khương hoài phương đã có tấm lòng vàng dành cho bà con thành phố hồ chí minh những lúc khó khăn như mùa dịch covid 19 hiện nay dũng nguyễn thì nói làm từ thiện thì đừng có show up nguyễn dương vinh nam show up hay show down miễn sao bà con có ăn là được rồi nam nam linh không show up thì làm sao mọi người thấy và để tham gia thêm phải không các bạn? <laughs> vâng, đó là tất cả những thông tin về việc làm từ thiện của Việt Hương mà Cali Sài Gòn vừa cập nhật và cũng muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn. Nếu thấy thông tin này hữu ích cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.